Sí, como que no. Như vậy là chiếc hộp dán nơ của mình đã hoàn thành xong. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay và có ích, hãy để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.